Bây giờ chúng ta tiếp tục câu số 4 ha. Câu số 4 là dạng người ta cho dạng đốt cháy à, câu số 1, số 2, số 3 đó là dạng tái dụng với axit HCl. Rồi dạng số 4 là dạng đốt cháy. Như vậy, những bài tập phức tạp hơn thì có thể người ta sẽ kết hợp cả hai dạng này, vừa đốt cháy vừa tái dụng với HCl. Như vậy các em chú ý cho thầy ha. Video này đơn giản thì thầy làm tách rời, còn những cái dạng bài tập phía sau, những cái video tiếp theo thì thầy sẽ cho dạng kết hợp lại vừa có đốt cháy vừa có tác dụng với HCL trong một bài để các em vận dụng những cái điều đơn giản để làm những bài tập khó hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại câu số 4 nha. Đốt cháy hoàn toàn một cái amin no đơn chất thông thường các em người ta không có nói mạch hở nhưng mà thông thường là đề sẽ cho mạch hở. 99,999% ,99 là mạch hở, các em cứ làm mạch hở cho thầy nha. Thu được 8,96 lít CO2 về 1,12 lít nitơ, thể tích các chất khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. À, Z có công thức phân tử là amino đơn chất bài thở thì nó có dạng công thức về gì? CNH2N cộng 3N. Đối với bài này các em rất là đơn giản thôi, các em chỉ cần viết phương trình phản ứng là các em làm được. Bây giờ thầy làm từ từ cho các em nha. Sau khi làm xong thầy sẽ hướng dẫn các em làm nhanh hơn chút. Rồi bây giờ thầy hướng dẫn các em viết phương trình này nó cộng với oxy này kia tạo ra cái gì tạo ra co2 này khi đốt cháy amin đó kia nó tạo ra co2 tạo ra nước đồng thời với nó là tạo ra khí nitơ em nhớ cho thầy sản phẩm nha co2 nước với nitơ khi đốt cháy amin rồi bây giờ mình mới cân bằng này em chú ý cho thầy những cái hệ số cân bằng này ha nhiều bạn cũng cũng còn lúng túng khi cân bằng cái phản ứng này đó à, em em chú ý là thầy cân bằng carbon trước nha các em em chú ý cho thầy là cái bon ở đằng trước này em nó có n nc mà ở phía sau có một này như vậy chỗ này là nhân n và thông thường các em sổ co 2 luôn là n tại vì phía trước bao giờ mình cũng gọi là cn dù h gì đó như vậy chỗ co 2 luôn là n ở đằng trước h này em h là 2 n cộng 3 mà ở đằng sau mình có số 2 rồi như vậy hai nhân mấy để bằng 2 n cộng ba các em như vậy mình sẽ nhân lại n cộng cho 1, 1,5 Em thử nhân vô coi N cộng 1,5 x 2 Nó sẽ ra đó là 2N cộng 3 Đối với Nieter đó các em ở đằng trước là có 1 mà Ở đằng sau là có 2 Như vậy 2 thì nhân mấy để bằng 1 các okay. em à, Có thể là em ghi 0,5 cũng được Hoặc là em ghi 1 phần 2 cũng được ha Rồi oxy này Bài này thì giải thì không cần oxy Nhưng mà sẵn tiện đây Thầy hướng dẫn các em cân bằng oxy luôn ha Để mình có thể sử dụng cho những cái bài tập sau là oxy đằng trước là có hai nhưng mà ở đằng sau nó nó lụm thụm nó rất là nhiều này em tính đằng sau trước này em tính này ở đằng sau oxy rồi các em n à, chỗ co 2 này n nhân hai là bao nhiêu 2 n này em rồi ở chỗ nước cũng có oxy này n cộng một năm mà nước này có một oxy như vậy lại cộng cho n cộng một năm này như vậy kết quả ở đằng sau ra là ba n cộng một một năm 3n cộng 1,5 như vậy ăn trước ta có hai như vậy hai nhân mấy để bằng 3n cộng 1,5 à, như vậy là mình để nó hơi hơi phức tạp chút nha các em 3n cộng 1,5 này kia chia cho cho hai đó đó là hệ số của oxy thì các em có thể ghi dưới dạng là lệ số thập phân cũng được hoặc là dưới dạng phân số cũng được sau khi các em cân bằng xong á bây giờ mình sẽ tiến hành giải như thế nào à em nhìn lên đề này nhìn đến đề là số thể tích với CO2 với lại là thể tích nitơ người ta cho rồi em đổi mol ra chi ở điều kiện tiêu chuẩn mà em em chia cho 22,4 là ra kết quả đúng không nào bây giờ thầy ghi ra luôn nha là số mol của CO2 đề cho là bằng là 0,4 này 0,4 mol rồi nitơ á mình cũng đổi ra chia 22,4 nó sẽ ra là 0,05 mol rồi có nitơ là 0,05 mol rồi và có nitơ về có số mol của CO2 và nitơ rồi bây giờ em nhìn này CO2 của mình là 0,4 mol này kia 0,4 mol mà nitơ của mình đó là là 0,05 mol như vậy em em nhìn vào hai cái hệ số này em tập trung vào hai cái hệ số của CO2 với nitơ là em giải lại được rồi rồi em có tỷ lệ này Em cứ lấy số trên chia dưới Lấy số trên chia dưới bằng nhau là ra kết quả thôi Như vậy sẽ có lại N chia cho 0,4 này Bằng 1 phần 2 1 phần 2 là 0,5 đúng không các em 0,5 chia cho 0,05 Thì từ đây em giải ra được N rồi Tương đương N nó sẽ bằng mấy cho em N nó sẽ bằng bằng 4 N bằng 4 thì em nhìn vào kết quả là em chọn được rồi Đó là đáp án D Bài này thầy cho khá đơn giản cho các em tập làm thôi. Nó khá đơn giản chỉ dựa vào số số mol của nitơ với lại CO2 là ra được kết quả rồi. Đối với cái bài này các em, ngoài cách mà vừa rồi mà thầy đã hướng dẫn cho các em, mình còn một cách nữa rất là hay luôn để giúp cho các em tiến xa hơn nữa trong quá trình mình giải bài tập. Có nghĩa là cách thứ nhất mình vẫn giải được, nhưng mà cái kiểu giải như thế nó gọi là nó hạn hẹp cái đường đi của các em. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cái cách nữa để cho các em à, có thể là sau này nó dễ dàng hơn trong việc giải bài tập hóa học. Em chú ý cái kiểu này nha. Bây giờ các em chú ý nha. Em nhìn đề cho thầy này. Số monitor mình có là 0,05 mol này. Như vậy em có suy ra được số mol của amin không? Như vậy dễ dàng suy ra được số mol của amin đúng không các em? Tỷ lệ của amin đó là 1 so với nitơ là 1/2 là 0,5. Có nghĩa rằng là số mol của amin đơn chức gấp đôi số mol của nitơ đúng không các em như vậy thầy suy ra được số mol của amin này Còn không là em nhân chiếu chưa ngán lại lấy 0,05 của nitơ này nhân 1 chia cho 1 phần 2 của n2 nó suy ra được số mol của amin à vậy giờ thầy ghi này số mol của amin đơn chức các em nó sẽ gấp đôi lần số mol của nitơ à cái này là nhớ là amin đơn nha các em đề cho em in đơn mình mới làm được nha còn nếu mà em in chưa biết nó là em in đơn hay không thì mình chưa có thể là kết luận được là số mol của em in gấp đôi số monitor nha các em rồi nó sẽ bằng là 0,01 mol monitor của mình là 0,05 mol thì nhân 2 này là 0,1 phải không các em nhớ số mol của em in của mình là 0,1 mol thì mình sẽ tìm được số c à, số c trong cái A, trong cái amin hay nói cách khác đó là giá trị N bằng giá trị N có nghĩa là số carbon trong cái amin bằng bằng số mol của CO2 chia mol của amin. Công thức này là đúng cho tất cả các hợp chất hữu cơ luôn. Số C trong một hợp chất hữu cơ bất kỳ nó sẽ bằng số mol CO2 khi đốt cháy hợp chất hữu cơ đó chia cho cho số mol hợp chất hữu cơ đó. Có nghĩa là trong trường hợp này là bằng mol CO2 chia mol amin. Cụ thể mol CO2 là bằng bao nhiêu các em? 0,4 chia mol amin là là 0,1 nó sẽ bằng bằng 4. Như vậy là mình cũng sẽ chọn được đề đáp án gì? Đáp án D. Em chú ý cho thầy ha, em chú ý cách tìm số số em chú ý cho thầy cách tìm số nguyên tử carbon ha. Nó sẽ bằng số mol CO2 chia cho số mol hợp chất hữu cơ đó. Em chú ý cho thầy để các em sẽ gặp thầy cho những cái video tiếp theo thì thầy nói ra cái này thì các em biết đây thầy đóng khung cho các em cái này này. À, số C nó sẽ bằng đó là số mol CO2 chia số mol hợp chất hữu cơ X. X đó là hợp chất hữu cơ mình cần tìm số C. Em chú ý cho thầy cái công thức này nha. Nó đúng cho tất cả các hợp chất luôn nha các em. Rồi tiếp tục bài tập số 5 đốt cháy hoàn toàn m gam một amin no đơn chất mạch hở thu được lít CO2 về gam nước thì cái bài này nó cũng tương tự như vậy thôi hà bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em cụ thể đầu tiên các em đổi mon CO2 với nước ra trước nha rồi thầy, bây giờ thầy ghi kết quả ra luôn ha em có mon CO2 mol nước rồi ha bây giờ đơn giản thôi mình cứ viết phương trình phản ứng giống như lúc nãy em bây giờ thầy chỉ ghi phương trình như lúc nãy ha sau khi em viết phương trình phản ứng xong em nhìn này, bài này là người ta không có cho số monitor cho nên là chúng ta không có tìm được số monamin amin phản ứng cho okay, em rồi giờ mình làm đơn giản thôi này số mon co2 đề cho của mình là 0,33 mon này số mon nước đề cho đó là 0,495 này thì các em làm tương tự như vậy các em à, em cứ lấy hệ số ở trên á em chia cho số ở dưới rồi em cho hai đứa nó bằng nhau là được này. đó em tập trung vô hai cái chất đề cho này là mình sẽ có cái 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 phương trình như thế nào em okay? à, n chia cho 0,33 này bằng n cộng 1,5 này chia cho 0,495 đó đơn giản như vậy Rồi cái này là em giải ra được chứ sao à, em giải ra cho thầy đi em n bằng 3 n bằng 3 thì suy ra được công thức phân tử của nó sẽ là gì c3h9n n C3H9N Nhưng mà đề là yêu cầu biểu tính giá trị M Là tính khối lượng Mà muốn tính khối lượng mình đã có công thức rồi nè Muốn tính khối lượng chỉ cần tìm số mol nữa là nhân M lớn là xong Phải không em Rồi số mol của amin thì đơn giản thôi em à, Số mol của amin này thay ghi phía dưới này này ha Số mol amin này Số mol amin mình nãy mình biết rồi đó, em Em lấy số mol CO2 chia cho chia cho số gì? số c phải không à hôm lúc nãy mình đã làm là số c bằng là mon co2 chia mon amin thì bây giờ mon amin thì bằng ngược lại thì bằng mon co2 chia số c mon co2 đề cho là bao nhiêu 0,33 chia cho số c mình mới vừa tìm được là 3 như vậy số mon amin là 0,11 mon như vậy mình có số mon của amin rồi bây giờ tính được khối lượng của amin chưa các em à khối lượng của amin à, nó sẽ bằng là 0,11 nhân m lớn của amin C3H9N là là 59 và nó bằng kết quả là 6,49 như vậy đáp án đúng là đáp án à em thấy dễ không đơn giản thôi hả đầu tiên là mình tìm amin trước sau đó là mình tìm mon amin sau đó mình tính lấy mon amin nhân m lớn của amin là ra kết quả là ra khối lượng đối với bài này các em người ta có một cái cách làm rất là đơn giản chứ không có dài dòng như lúc nãy mình sẽ làm như thế này về các em ừ, rồi sau đó thầy sẽ chứng minh cho các em cái công thức ha à, mình sẽ làm như thế này số mol của amin ấy, các em nó sẽ bằng số mol của nước trừ mol của co2 chia cho 1,5 thì tại sao công thức này ở đâu có thì chút xíu nữa thầy sẽ chứng minh cho các em bằng 0,495 trừ cho 0,33 chia cho 1,5 thì nó bằng kết quả là 0,11 mol. Có số mol amin rồi, em áp dụng cái công thức số C. Số C của amin đó các em, nó sẽ bằng số mol của CO2 chia mol của amin. Amin trong trường hợp này đó là chất X. Số mol của CO2 đó là 0,33 chia 0,11 bằng là bằng 3. Như vậy bằng 3 thì suy ra nó là C3. 9n. Như vậy là mình đã tìm được công thức phân tử của amin rồi, C3H9N. Về kèm theo cái dữ kiện mà mình đã tìm phía trên, số mol của nó là 0,11 mol nữa. Như vậy em đã tính được khối lượng chưa? À, khối lượng thì mình lấy M lớn là 59 Như lúc nãy nhân cho 0,11 là nó ra 6,49. Thì cũng tương tự như vậy là em cũng sẽ ra kết quả là đáp án A thôi. Nhưng mà cách làm em thấy không? nó rất là ngắn gọn thôi chỉ trải qua hai bước thôi tất cả đều làm trên máy tính đó là lý do thầy nói à, khi mình học rốt ráo rồi cái bài tập nó đơn giản như vậy các em tầm cỡ khoảng là 5 giây 10 giây thì các em đã ra kết quả rồi chứ không cần phải viết phương trình rồi lập luận này nọ đúng không chẳng hạn như bài này em chỉ cần tính mon amin bằng cách là em lấy mon nước trừ mon co 2 chia một năm là ra không phải rồi tất cả đều bấm máy hết rồi sau đó em tính số c lấy mol CO2 chia mol X là là bằng 0 3, 3 chia 0.11 là bằng 3. Sau đó có công thức phân tử em nhân em nhân số mol lên nữa là em ra được kết quả khối lượng ngay. Như vậy nó rất là đơn giản. Cái điều quan trọng á thầy không muốn các em phải học một cách máy móc cái công thức à số, khối số mol của amin á nó bằng số mol nước trừ mol CO2 chia 1,5. Bây giờ thầy sẽ chứng minh công thức này cho các em ha để cho các em hiểu rõ vấn đề để các em có thể chứng minh cái hợp chất khác cũng được chứ không riêng gì cái amin đâu các em rồi bây giờ thầy sẽ đi vào chứng minh cái công thức này cho các em ha sau khi các em viết phương trình vẫn xong amin thầy gọi đó là là ít mon thì ha ít mon thì thầy sẽ suy ra được số mon của CO2 của mình là em à, lấy ít nhân cho n lên chia cho một như vậy là sẽ bằng là là nx rồi số mon của nước của mình nó sẽ bằng là ít nhân cho n cộng 1,5 cái này thì chắc các em hiểu phải không em chỉ lấy x nhân n này được n x lấy x nhân n cộng 1,5 thì x nhân mở ngoặc n cộng 1,5 phải à, rồi bây giờ thầy dùng cái biểu thức toán học hơn này Ở x đó, nó sẽ bằng đó là x mở ngoặc n cộng 1,5 trừ cho n x tất cả chia cho cho 1,5 các em có nhìn thấy đúng không? bây giờ thầy sẽ chứng minh cụ thể ra luôn thầy ha x với n này các em nó sẽ là x n rồi x nhân với 1,5 là cộng với 1,5 x trừ cho NX chia cho 1,5 bằng có phải là x n trừ x n nó hết không các em à nó hết rồi hai đứa này là hết 1,5 x chia 1,5 thì nó bằng gì bằng x chính là giá trị ban đầu phải không các em cái biểu thức này là biểu thức toán học Là chắc chắn đúng luôn Mà em nhìn X chính là số mol của gì? Số mol của I amin. Mean. Cái này chính là mol của I amine mean. à, X cộng 1,5N X cộng 1,5N Chính là số mol của cái gì? Số mol của nước Trừ n NX, NX chính là số mol của CO2 Chia 1,5 Như vậy là mình đã ra công thức lúc nãy rồi mon amin bằng mon nước trừ mon CO2 chia 1,5 như vậy là thầy đã chứng minh được công thức này như vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em những cái dạng bài tập hết sức cơ bản liên quan tới bài Amin để lưu ý cho thầy những cái điều à, quan trọng của bài em cố gắng ghi lại hả ngày hôm nay là có hai công thức một công thức là tính số C trong một hợp chất hữu cơ một công thức đó là nếu mình biết được amino no được chất bạch hở khi đốt cháy thì mình sẽ à, có một cái một cái biểu thức liên hệ giữa mon CO2, nước với lại mol amin. Và cuối cùng, nếu em cảm thấy video thầy hữu ích thì hãy cho thầy một like và nhấn nút đăng ký kênh để có thể gặp lại thầy trong những cái video tiếp theo. Cuối cùng, chúc các em có một năm học thành công mỹ mãn. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video lần sau. Xin chào.